cần. Trần Văn cần, nhưng đời 4 bên bạn tôi nghĩ là cũng cần. Phone Sian của Chim Sẻ, Hit của 98, Hit của Văn Hưởng và Roman của Mạnh Hào. Trời đời 4 bên chúng ta sẽ có một Rotten, Hitty và ba đập đôi, trong đó có hai đập đôi tuyển, đó là Hit và Rome. Một đập đôi hơi lởm, đó là Phô, nhưng Phô sẽ có thể lấy được Voi. Bên bạn Hải Can cầm Minoan, Cục Ngã cầm Egypt, một Minoan nữa của BB và một Pamran của game thủ Tiểu Màn Thầu. Đội bốn các bạn sẽ có Cung Ngọn Lửa của Minoan, đạp đôi của Egypt và đạp đôi của Pamran, và cũng có thể là Hot Thần của Pamran. Nói chung là đội bốn bên mình sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng còn ở đội ba thì tôi nghĩ rằng là cần. Không, bạn sẽ nhỉnh hơn. Tôi giá con Pan cao hơn con Rome, cao hơn rất nhiều so với con Rome. Pan trong tay của Thầu. Sắp xếp xem nào. Mạnh Hào và U98 trong cánh. Úi dồi, mắc của mắc. Hit Rome trong cánh, Văn Hưởng đầu cánh. Bơ vơ một mình, cô đơn mình anh. Khả năng cao Văn Hưởng sẽ là người đánh chém trong trận đấu này, chứ không phải bài đánh cùng. Bài này sẽ dành cái gì đây? Phone Asian cũng được coi một đội quân lưỡng tình, chém cũng được mà cùng thì cũng ok. Có Voi và quả phụ chém thôi, tôi nghĩ sẽ là chém. Bài Mạnh Hào được khép góc đỉnh 12 giờ. Ngày hôm nay tôi thấy Mạnh Hào lên đỉnh khá là nhiều. Có trận Mạnh Hào nằm ở 3 giờ, 9 giờ, 6 giờ, 12 giờ, lên đỉnh nhiều phết đấy nhá. Bài Hào đủ chưa? Như vậy là có 2 cánh rừng, nhưng đồ ăn là vẫn chưa đủ. 3 cánh rừng tôi cũng được. Nhà này thì hơi rộng một chút, nhưng mà méo mó thì có còn không. Văn Hưởng liệu rằng có đánh chém không, hay sẽ là đánh cùng? Như vậy là Hitty sẽ đánh chém. Đối với các cầu thủ mới như thế này thì cái việc mà cầm cùng tuyển đánh chém là chuyện bình thường. Quả phụ có Hiệu về, đôi Voi cũng mắc, nhưng Văn Hưởng vẫn đang đi dò thêm, dường như muốn dò thêm một chút đồ ăn nữa để có thể khỏe hơn. Anh đuổi thôi mà, nhà nó khép góc 12 giờ thì ai người tự đánh chém. Làm vâng, một chim lợn Hào anh cua một áo đó. Tiếp tục cầu thầy con Voi nữa về. Như vậy bài này sẽ là một bài đẹp. À, thực ra bài này có lẽ cũng không phải là đẹp lắm đâu. Ơ, có thêm con Voi rồi. Như vậy là với cái việc mà đi dò thêm, thêm con Voi nữa. Ưng Trần Đại Ưng. Vâng, nam ca sĩ cùng thời với cả bộ ba huyền thoại HKT. HKT thì chỉ có 8X với cả 9X đầu đời mới biết thôi. Người ta gọi là 9X đầu đời mà em. Kích 747 cũng được, không phải là sớm lắm. Bài này nếu rơi vào tay tôi nó kích khoảng tầm 700, thậm chí nó kích được cả đồng 6. Đây là Chim Sẻ. Vâng, Chim Sẻ 23 dần. Trần Văn 9 rồi. Mạnh Hào dạo này có khấu khác, ăn nói văn vở thật. Cái gì nhỉ? Ăn gì mình thích? À nhầm. À, cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Ăn gì mình thích à? Nói gì mình yêu à? Hay là sao? À, lấy người mình yêu, ăn gì mình thích. Cứ làm những gì mình muốn. Văn vở thật. Rồi, 9:24 dành cho Chim Sẻ. Và để xem nạn nhân của Chim Sẻ sẽ là ai. Tôi đang có một cái linh cảm rằng trận này Sẻ sẽ gặp Hải Seo. Gặp một thật à? Phải chăng là gặp Hải Seo? 3E là kín được mỏ vàng này. Sẻ đang chỉ cho 5 dân ăn vàng thôi. Dò công giáp đầy đủ. Hải trước đây làm diễn viên chuyên nghiệp, có sở thích đó là cắt tóc, biết nhảy hip hop, đọc rap,
đã thế là còn đánh chế giỏi, một hình mẫu con người mắc bình. Chiều cao rất tuyệt vời, 1m47. Cân nặng vâng 37 kg, được coi là thần đồng của ai Việt Nam. Như vậy là gặp Bi, không phải là gặp Hải Can. Bi vừa đấu nhận điều kiện xong, con giò cầu răng sẽ bắt đầu lao vào. Hải Can dường như sẽ là người dâng lò cho các thủ quý vị. Cái bên này 1-3, cái bên kia 2-4. Như vậy là mùa 2 vừa mới lên đời. Thông tin báo về đến từ U98, game thủ cục ngã, game thủ cầm Egypt. Như vậy là trong cánh của Văn Hưởng sẽ là game thủ lên đời siêu muộn. Còn cánh bên này, Văn Hưởng đang đối đầu với game thủ có 4-1-4 sang nhà Văn Hưởng. Thấy 4 sắc vọt nhà chính, ăn ngoang một vỏ quả phụ. Trong 4 này cũng trọng chán đấy chứ. Và về của Văn Hưởng, và cái tí Văn Hưởng đánh kiểu gì đâu ông ơi. Cái gì đấy? Các bạn có tin đâu ạ? Vâng, với tôi không tin tôi này. Nhìn thì thôi, nhưng đây thực ra không phải Văn Hưởng các bạn ạ. Ngày hôm nay thì có thuê Hồng Anh về đánh. Vâng, đặt tên là VH thôi chứ không phải là Văn Hưởng đâu. Nhưng mà dường như đây là một bài ban lên đời quá sớm dành cho thầu. Ôi trời ơi. À ừ, cũng đỏ. Vâng, không thèm bò luôn, rất cửa trên so với game thủ Trần Văn Thầu. BP ở đây liệu rằng nó nở ra ngoài không nhỉ? Chắc là có, à không, chắc là sẽ nở vào trong. Hai đầu cánh, 98 đang phải bò nhỏ, coi quay trở lại với Sẻ để xem Sẻ chém như thế nào. Đây là Sẻ, như vậy là Sẻ đánh yếu được game thủ BB. Vâng, như vậy là công con nhà bạc ca. Làm tí ca cộng, vâng. Bị chém nhưng game thủ Hải Sẹo vẫn đang, vâng, cơ cấu nhà. Vâng, hai con chém. Và đang có tấn công ca. Có ai ăn vàng không? Vâng, cánh bên kia thì dường như Văn Hưởng đang chém được rất nhiều game thủ cầm mùa 2. Thằng Mai vẫn đang sức ở 27, mặc dù đối đầu với một bài đánh cung ở đầu cánh. Và trong cánh là có bàn của thầu dựng lò ra, nhưng có thể thấy rằng xác không dần mùa 2 chết là rất nhiều dành cho game thủ Bèo Bèo. Trần Văn Bèo. Sẻ xem nào. Sẻ tham 22 đang bị chơi vào bởi Hải Cạn. Bây giờ thì không biết rằng sẽ lấy cái gì để sửa tờ này đây. Rồi. Như vậy là mình xin phép là mình đi vào. BB vẫn đang bò được, BB bánh xe chưa có, liệu con cáo cẩu được sang cánh bên kia hay không? BB trước đây làm diễn viên chuyên nghiệp. Sẻ đang cân đổi ở cánh bên này. Rất cố gắng để sửa nhưng dân của game thủ BB vẫn chưa có anh Sẻ. Hải Can quay trở về đỡ nhưng muộn rồi. Quá muộn rồi. Tham lai của Sẻ chỉ còn là 21, nhưng mà rất nhiều dân của game thủ BB đã phải nằm xuống. À không, chưa chết đâu nha. Chưa chết, nhưng mà cũng gần chết. Sẻ chuyển sang đánh cung rồi. BB đang cố gắng bò nhỏ. Một bài đánh hai hốc dành cho BB. Hải Can vẫn đang khỏe. Như vậy cái bên này Sẻ chỉ có thể làm yếu được hai nhà chứ chưa để đánh chết. Nhưng BB là một bài cung rất yếu đấy nha. Cánh bên kia Văn Hưởng thì sao? Văn Hưởng đang đối đầu với game thủ cầm pad chém yếu 1-7 và đang đối đầu với game thủ cầm pad đang chém cân game thủ cầm pad này. Nhưng mà cái vấn đề là ngoài pad chưa ai đánh nhá. Đồng đội nhá. Đây là Mạn Hào. Mạn Hào một bài đánh sọc đơn thủ. Sọc đơn thủ. Tôi nghĩ rằng đội bạn trận này thắng một cửa duy nhất đó chính là Lý Dương Nga. Mỗi cửa thắng, à không, như vậy bạn còn pan này. Còn Pan Minoan thì là yếu. Gục ngã Egypt cũng yếu nốt. Để còn ai đấy nhỉ? Còn Pan khỏe nguyên đấy nhá, đội bạn tránh ốp đấy. Hào đã cầu giáp đầy đủ, cầm 4 giáp 4 nên mà vã nhau Hào ơi. Đây là máy U98. 98 bắt đầu đi quân để bắn game thủ cầm Pan. Pan bánh xe chưa có, dành cho thầu. Nhưng với cái việc mà bánh xe chưa có dành cho người cầm pan thì lạc đà là siêu đông. 98 một bài thu hốc nở tham là khá chậm chạp. Phút thứ 20 tham chỉ là 47 thôi. Vâng, như vậy là cũng không có ánh xe. Cánh bên kia, vâng, cánh bên này chim sẻ đang cân đôi. Một vâng hai minoan nhưng mà lại giả thành hyper. Thế mới hay. Hai minoan giả thành hyper khi mà cả hai minoan đều không lên bánh xe. Vâng, nếu như thiếu thịt thì anh em có thể bảo đồng đội bơm cho tí lên bánh xe đấy. 2019 thì vẫn đi bộ này.
Hải Can mất khoanh ruộng rồi. Rồi sau tuần này Hải Can sẽ hoảng. Vâng, Tham Lai đang đẻ. Mạnh Hào tối bản đồ, nhưng Tham Mạnh Hào to nhất bản đồ là một Tham Lai khá nguy hiểm khi Mạnh Hào chỉ người cầm rope. Công nghệ đầy đủ lên nhá. Cắm xung quanh nhà đi, xem có dâng A không. Vẫn 26 dân đến từ bầy bầy. Bi không nở được Tham. Khi mà vào thời điểm đầu Bi bị xẻ đánh yếu quá nhiều. 98 cắm công xung quanh nhà nào, Hào cắm công xung quanh nhà nào. Anh nghĩ là bên họ có mỗi cửa đi dâng A thôi đấy. Đây là Mạnh Hào. Nhưng mà đào vàng là hơi chậm. Đây rồi, đội bạn đang ốp. Đây là lạc đà. 98 em ở cắm một cung rò, một con cung rò xung quanh nhà cho anh được không? Anh xin em đấy. Cắm một cung rò xung quanh nhà đi. Đẩy cái gì? Anh nghĩ nó dưng ai? Đẩy cái gì mà đẩy? Chuẩn bị chơi này. Lạc đà rất đông dành cho... như vậy là công 4 có rồi. Giáp 4 có rồi. Còn thiếu đầu máu nữa. 5 nhà BL ra đều. Đang thiếu đầu máu hả ơi? Nâng chưa? 98 đang hơi ít cung ở thì hiện tại. Rất may tới cái hồng quân của đội bạn không có mổ 2. Nếu như có mổ 2 thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tơn này là tơn chơi được. Thông tin báo về Văn Hưởng cũng đang rất khỏe ở cánh bên này. Văn Hưởng vẫn đang giữ tầm này 27. Lọt quanh ruộng của Kim Tụ Tiệp và Thầu. Thầu đi quân và Thầu không để ý ở nhà. Thầu mất rất nhiều dần. Vậy ấy. Tơn đấy mà vẩy được thì là thôi rồi. Quay trại với pha đỡ nhà. 98 Tham Lai chỉ là 48, nhưng Mạnh Hào đang có rất nhiều sọc đơn. Một tơn nở nó ra là đỡ thoải mái tơn này. Bài của Mạnh Hào là quá kín so với quy định. Như vậy là không đẩy được pha kết hợp quân. Cực kỳ lỗi dành cho các cầu thủ đến từ BB Cup. Cực kỳ lỗi. Thông tin báo về đến từ chim sẻ đó là định dâng A đến từ BB nhưng không thành công. Tôi đã bảo rồi, chắc chắn sẽ có một pha dâng A. Không biết là có dâng lần thứ hai không thôi. Bởi vì cửa thắng trước của các bạn đó chính là dâng A. Bởi vì cung A nó sẽ khắc con sóc đơn của Mạnh Hào. Mèo sóc châu quân đấy nhá. Thông tin báo về Mạnh Hào của Văn Hưởng thì dường như là đã chết khá sâu dành cho game thủ Tiểu Man Thầu. Màu 3 đang nở ra, màu 4 đã bắt đầu fit. Thế trận đang là tươi. Bên này có hit và rope, nhưng mà hit 98 thì rất liều tiều, Tham có 50 thế này. Thôi Trần Văn Hào lên 4 đi Trần Văn Hào ơi. Kích chưa? Vẫn phải xong đều quân nhá, ra ngoài án gỗ đi. Bò kín vào anh em ơi. Bò kín vào đi. Bò đi, Lạc Đà Pa đã vào tuần này tầm 3 con thôi là siêu mất tay luôn đi. Không, quân đông ở phía bên ngoài. 98 quáng châu quân là đoạn sẽ ốp. Tôi nghĩ thằng Minoan sẽ chuẩn bị là người đi cùng. Em đi dò xung quanh nhà đi, anh nghĩ nó chỉ dâng A thôi. Đi dò đi nhá. 98 giữ cũng được, 98 có thể bỏ nhà cũng được. Đi, em vào đi. Em vào nhà 2 là tươi đi nhá. Đây là Văn Hưởng trời đánh rất hay. Đánh bay được nhà thầu rồi và đánh yếu mùa 2 thời điểm đầu. Bây giờ thì chơi thẳng vào nhà mùa 2, không khi mùa 2 đã đi cung rồi đấy. Mùa 2 đi khoảng một kích tròn đấy. Anh đã bảo rồi. Đây là Mạnh Hào. Tôi đã bảo dừng lại. Nói không nghe. Tham 94 dành cho... Tham 94 dành cho Mạnh Hào. Số lượng chưa quá nhiều, từ từ chờ tên này phải bắt luôn nhá, bắt luôn chơi ốp ô nhà mẹ luôn. Số lượng không nhiều, khoảng kích rưỡi. Vào đây, cẩn thận đừng để lọt nha. 98 để ở nhà nhá. Mút luôn, vào luôn. Cái nhà tốt, 98 có thể bay cũng được, không vấn đề gì. Em ăn nhiều gỗ lên cho Hào đi. Như vậy là nâng cấp công 7. Rồi, ăn hết tên này. Bơm đi. Rồi, kinh rồi nha. Thông tin báo về mùa 2 bay nhà bởi ứng thủ Văn Hưởng. Bịp. Vâng, mùa 2 đi rất nhiều cung. Văn Hưởng tạm một tơn hơn chục của Lạc Đà. Và bay nhà mùa 2 tơn này không. Tí chém em ơi. Có lẽ mùa 2 sẽ không tí địa quân nữa. Và không biết mùa 2 có chết tơn này không. Đến mùa 2 đỡ dẻo thì có lẽ vẫn đỡ được. Còn nếu như mà không đỡ dẻo khả năng tơn này còn chết. Nhưng mà chất mất rất nhiều dân nha. Một lọt ruộng mùa 2 nhá. Tươi đấy, đây là 98. 98 đang đứng ở nhà bia. Đứng ở nhà bia của game thủ cầm một bản lên xong đạp đôi là thắng. Chỉ cần xong đạp đôi là thắng đôi. Mạnh Hào giữ sọc đơn. Đội bạn không có đơn vị quân gì để chống đạp đôi của Mạnh Hào. Thế hiện tại Tham Lai, Tham Mai đang cân. B
Chubby chỉ là một máy 38 dân và tất nhiên sẽ không thể có cơ hội để Chubby lên đây 4. Bên trong kia để ý kìa. Tốt. Bị sai được nở cũng A nhá. Em ăn nhiều gỗ cho nó đi. Đó rồi, hết. Hết tham rồi. Xẻ ta bao nhiêu? Xẻ ta 27. Mày hào không ăn được gỗ đâu nhá. Chuẩn bị đến sau đạp đôi rồi. Giữ đạp đơn đi em ơi. Giữ sọc đơn đi. Cứ giữ đi, cứ giữ đi, cứ giữ đi. Ơ em xây nâng cấp nhà đạp đôi ở đâu ấy? Đấy rồi. Rồi 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 rồi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Tất cả các ông bơi hết vào đây. Đạp đôi đã lên xong dành cho Mạnh Hảo. Và không biết rằng BB còn lên cung A nữa hay không, hay là BB sẽ lại sóc dân để lên 4 đuổi. Thông tin báo về BB 40 dân, BB không sóc cung ở phía trên nhà của Mạnh Hảo nữa. Thôi bây giờ đẩy luôn nhà ai nhở. Màu 2 cực lủng nhá. Màu 2 cực kỳ lủng luôn đấy. Thế trận đã đưa về. Thế trận đã đưa về theo một cái thế mà cam thủ của ông ta muốn. Vàng trong nhà kìa. Hào ơi, vàng nhà nhiều dân chơi lắm kìa. Chín tám nó bò, em không đi đường đấy đâu. Hào kìa, để ý quân kìa. Nó bò ấy. Rồi, một trận cầm chủ lực đến từ game thủ Mạnh Hào. Đạp nổ nốt nhà BL đi. Tham lai. Không em đạp luôn ê dịp được. Ừ. Cho mình nó khỏe đấy, thích làm gì làm. Chỉ tám hồi rồi, đời bối mình đạp đôi Roman với cả hot thần hit. Bên mình còn một hit nữa mà em về hồi đi hưởng ơi. Bây giờ mới lên trận của Hải á. Rồi. Thông tin bảo vệ Egypt vừa lên 4 xong, như vậy là BB không phải là người lên 4. BB là người bơm đồ cho Egypt lên 4. Bắn nổ nha, nó đi 98. Chưa thắng. Trận này là một trận chưa thắng mặc dù chúng ta đang có lợi thế. Đạp vào nhà Egypt tuần này, nhà Egypt khá lủng khi mà trước khi lên 4 thì nhà Egypt đã bị Mạnh Hào chơi vào một tơn. Không, bị Văn Hưởng chơi một tơn khá đau, đạp luôn cũng đó. Sau tuần này thì Egypt sẽ bị mất ruộng. Liên tục đẩy đạp đôi. Đạp đôi đạp lan 3. Nó đạp rất đau, bắt đầu đóng lờ dành cho Egypt. Bắn nốt nhà đi em ơi. Tham 117, bắt đầu bay ruộng của Egypt. Chỉ tám để ý đi em ơi. Rồi, như vậy là Egypt đã bay nhưng tham này của Hào không hề to nhá. Chỉ tám để ý đứng quân đi em ơi. Thế trận này vẫn đang khá căng mặc dù tham này bắt đầu đè 6-4 giành cao thủ GTV. Nhưng bên bạn là Egypt đời 4, còn bên này chỉ là Roman. Em cơ cấu lại nhà em đi 98 ơi. Góc cũ ơi. Chưa có giáp 6. Bây giờ sang quay sang đá bi không. Đây mảnh máy chim sẻ. Ui ở chim sẻ tham 66. Cảm giác phát triển kiểu này nó rất kích thích này. Ngay gần nhà đối phương. Thế mà bi không biết. Màn hình máy của Hào đi. Thôi xem Hào đi. Bơm thịt cho Hào đi. Hào hơi yếu thịt này. Thịt gỗ này. Cái gì đấy. Cung A đời 3. Đẩy đạp đôi đời 4. Hơi bịp. Nhưng mà đẩy hết nhà lò luôn rồi. Tân đấy sang nhà B luôn em ơi. Em đẻo con giò đi quản đi. Đi đạp không? Đào vàng chứ em ơi. Kích đi đã, em cứ kích 4 này là bên bạn tịt rồi. Thôi tự tự ấy đi nhá.
tươi đi để Hào đi 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 đạp ấy. Em đạp thẳng tầng 3 đấy, tầng 3 đây Minoan đừng có. Đạp bên nhà xẻ ấy. Em thấy bên nhà xẻ không? Đấy. Ui giời, dù ông xẻ hai kích ở chỗ này rồi. Mèo tham mày 137 98 kích 4 chưa? Thiếu tí thịt. Văn Hưởng tham 9 đang hồi. Màu 2 lên 4 xong nhưng mà có lẽ còn lâu mới có đập đôi. 98 kích 4 đi mà còn đẩy. Em có đẻ con giò để đi tìm vị trí ăn hoang à? Anh ấy bảo đẻ con giò đi tìm vị trí ăn hoang rồi. À nhầm, đẻ một con nông dân đẻ một con giò để tìm vị trí mà đội bạn hồi. Em mùa 2 kiểu gì chả hồi, ai biết hồi ở đâu. Phải tìm chứ. Tham Lai, mùa 1 đang nở ra. Hải cát. Mạnh Hào đang bắt đạp đôi để giúp cho Sẻ cũng như là cái thủ U98 khỏe lên. Mặt này dường như đã bò bằng nhà cứng, nếu tôi không nhầm. Ăn gỗ đi nhá, ra ngoài ăn gỗ đi nhá. Đạp luôn mà nghe. Sẻ tham bao nhiêu? Sẻ tham 62. Úi dồi. Cái what the hell. Vâng, như vậy là 98 đang người kích 4 bởi vì đã quit tỷ số được ấn định, đó là 3-0 trong siêu đấu thứ 2, siêu đấu thứ 3 dành cho cao thủ GTV. Và chung cuộc ngày hôm nay thì GTV có chiến thắng, vâng, 2-1 về C. Vâng, một tên chiến thuật chính xác đến từ can thủ của chúng ta. Và rất may tên phát hiện Dương Hà là sớm. Có thể muộn tí được hoảng đấy. Đúng rồi. Nhưng mà nó đi tới lộ không đấy, nó phải đi sát mép, nó phải đi rón rén, nó đi kiểu sexy quá. Vãi cả tinh tế.